Xin chào các bạn. Chào buổi sáng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2021. Đây là xe mà mình vừa mới về đến cửa hàng, đang chuẩn bị bốc lên kho. Thì trong video này mình sẽ báo giá nhanh cho các bạn chiếc điều hòa Funiki. Đây là cái điều hòa Funiki 9.000 một chiều. Đây model của nó đây các bạn nhé, HSC09MMC. Nó sử dụng GA32. Mình sẽ báo giá luôn ạ. Bộ này thì mình đang bán tại cửa hàng với giá bán là 4 triệu 300 nghìn đồng. Chọn gói lắp đặt là 5 triệu 300 nghìn đồng. Với 5 triệu 300 nghìn đồng là bên mình sẽ bao gồm công lắp này, giá đỡ giá treo này, dây đồng, dây điện, automat, phụ kiện. Có nghĩa là toàn bộ tất cả đặt luôn. Với 5 triệu 3 thì bên mình sẽ có thợ để lắp đặt chọn gói cho các bạn. Không phát sinh bất kỳ một chi phí gì cả. Và bên mình phục vụ cho khách hàng ở khu vực huyện Thanh Sơn, Tam Nông và Thanh Thủy thuộc tỉnh Phú Thọ, và một số khách hàng ở khu vực cầu Đồng Quang, Ba Vì, Khánh Thượng ở khu vực Hà Nội, khu vực cầu Đồng Quang. Để tham khảo giá bán nhiều dòng điều hòa nữa như là Samsung, LG ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh để bày ra Nga, bởi vì bên mình có những video cập nhật giá bán hàng ngày cho các dòng điều hòa. Cảm ơn các bạn đã xem video này.